Nó cầm tập tài liệu đặt nhẹ lên trên mặt bàn. Em chắc chứ? Lam Phong nhìn điệu độ của nó với ánh mắt ngập tràn ý cười. Anh không nghĩ là nó lại tỏ ra nghiêm túc đến vậy. Ừm, tí đi. 40-60, ừm. Này, em tính toán với anh vậy hả? Anh giật vào khó chịu.